Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách nhanh nhất để lấy được 50k free trên cái ví Zalo Pay ở trong cái ứng dụng Zalo nha các bạn. Thì các bạn đang xem cái video của mình như thế này đúng không? Các bạn sẽ nhấp vào cái dấu mũi tên này. Ở phía dưới mình sẽ ghi một cái đường link như thế này, bạn bấm vào cái đường link này. Rồi sau đó bạn nó sẽ dẫn bạn đến cái trang rồi bạn đấm vào tham gia ngay. Nó sẽ tự động chuyển về cái app Zalo của bạn để bạn tiếp tục đăng ký nha. Bạn phải nhớ là trước đó bạn phải đăng nhập vào cái app Zalo trước nha. Bây giờ nó chỉ có gồm hai bước thôi, bạn làm xong hai bước này là có tiền trong tài khoản luôn nè. Bước thứ một là liên kết ngân hàng, bước hai là nạp 10.000 vào ví Zalo Pay. Rồi mình bấm vào liên kết ngân hàng nha các bạn. Bạn đang sử dụng cái ngân hàng nào thì bạn chọn cái ngân hàng đó để bạn liên kết nè. Ví dụ mình đang sử dụng MB Bank, mình chọn vô MB Bank. Đây là cái số tài khoản của mình nha, chứ không phải cái số điện thoại nha, tại vì cái ngân hàng MB Bank của mình sử dụng số tài khoản nó giống với số điện thoại nha anh bạn. Nha các bạn. Rồi mình bấm tiếp tục nha. Rồi, bước này mình sẽ nhập họ tên chủ tài khoản nè. Giấy tờ tùy thân. Ok, giấy tờ tùy thân ở đây mình sẽ chọn là căn cước công dân, mình sẽ chọn là chứng minh nhân dân nha. Rồi mình sẽ nhập cái số vào. Các bạn lưu ý là cái số điện thoại khi các bạn đăng ký mở tài khoản ở cái ngân hàng các bạn đang liên kết nè, nó phải trùng với cái số điện thoại mà các bạn mở tài khoản Zalo thì nó mới chấp nhận nha các bạn. Rồi ở đây cái chỗ giấy tờ tùy thân thì mình điền lại cái số chứng minh nhân dân mà lúc mình đăng ký ở ngân hàng á. Có thể lúc trước bạn sử dụng giấy chứng minh nhân dân cũ và sau này các bạn đổi là căn cước công dân, như bạn nhớ là bạn điền là cái số chứng minh cũ lúc trước bạn đăng ký ở ngân hàng nha. Nếu mà các bạn chưa lên ngân hàng các bạn đổi lại thông tin đó, thì các bạn điền lại cái số cũ lúc trước nha. Xong các bạn bấm vào liên kết ngay nha. Rồi nó sẽ gửi tiếp một cái mã OTP về số điện thoại cho mình. Mình nhập vào 18950697. Ok, vậy là liên kết thành công đó, để liên kết thành công bạn. Rồi tới cái bước tiếp theo á, bạn bấm nạp tiền vào ví nè. Rồi mình sẽ bấm là 10.000 nha. Nó yêu cầu mình nạp tối thiểu 10.000 thì mình mới hợp lệ. Rồi bấm 10.000, bấm tiếp tục. Khoan để mình kiểm tra lại tài khoản ngân hàng còn tiền không. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào xác nhận giao dịch nha các bạn. Rồi mình nhập cái mật khẩu thanh toán là cái mã pin hồi nãy mình cài đặt đó nha. Rồi tiếp tục nó sẽ gửi một cái mã OTP về số điện thoại cho mình. Cái này nhập OTP hơi nhiều các bạn ạ. À, 3 lần nha. 9537 6849. Bấm xác nhận nè. Ok, vậy là nạp 10.000 thành công các bạn. Ở đây mình hướng dẫn các bạn cách lấy 50k miễn phí của nó cũng cộng với 950k tiền voucher thôi nha các bạn. Thực ra là mình liên kết trước đó rồi cho nên mình tức ghê. Bây giờ mình làm lại nó không có cộng tiền. Bạn phải nhớ là bạn làm lần đầu tiên á, bạn liên kết ngân hàng tiền lần đầu tiên, tức là bạn chưa có nạp tiền vô ví Zalo Pay lần nào á thì mới được. Còn lúc còn trước đó mình đã có liên kết ngân hàng, mình đã có nạp vô rồi cho nên bây giờ nó không tính nữa, tức thiệt. Chứ bạn nên nhớ là bạn phải bấm vào đường link giới thiệu của mình thì các bạn đăng ký xong các bạn mới được nó tặng quà nha. Nói chung là 99 được 50k cộng trực tiếp, rồi bạn vừa nạp tiền vừa bạn nạp 10k xong á là nó cộng vô cho bạn là 50k ngay cái chỗ tài khoản này liền nè. Và 950k tiền voucher á, 950k tiền voucher thì bạn bấm bên ưu đãi này bạn coi. Bạn bấm bên quà của tôi nè. Thì nó sẽ hiện nguyên một dọc ở dưới đây cái nhiều voucher á. Thì mấy cái voucher nó cộng lại hết tổng cái voucher là 950k nha các bạn. Thì mấy cái voucher này bạn để đăng ký hóa đơn điện nước các bạn. Bạn để trả hóa đơn điện nước mà bạn trả qua mấy cái app online á, bạn thanh toán online. Thí dụ tiền điện nước bạn một tháng là 1.000.000, bạn áp mấy cái mã này vô bạn chỉ trả có mấy trăm ngàn là rất là ngon luôn. À, có thể trả mua vé xem phim này, mua vé tàu, vé xe, vé khách sạn, có bạn gái rồi các bạn, bạn đặt vé xem phim nó giảm rất là nhiều tiền, rất là ngon luôn các bạn. Ok, bây giờ sẽ là phần random tặng quà cho những bạn may mắn được comment trên cái kênh channel của mình. Bây giờ mình sẽ bấm vào nút search quay ngẫu nhiên nha, chọn ra một bạn may mắn nhất nha các bạn. Đó là bạn Bùi Anh, chia sẻ hay quá anh ơi, cảm ơn em rất là nhiều, mong em sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cái kênh YouTube của anh nha. Và những bạn nào chưa may mắn nhận được cái phần quà của mình hôm nay thì bạn hãy comment phía dưới video này. Những bạn nào lần đầu tiên đến với kênh channel của mình hãy nhấn vào nút đăng ký, bật cái quả chuông, chọn nhận tất cả thông báo để khi mình lên video mới YouTube sẽ tự động thông báo cho tất cả các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.